có một lúc nào đó, ví dụ như trong cái lúc tập mệt hoặc là trong cái lúc bị phạt, con có suy nghĩ là con phải học tiếp hoặc là đổi sang một cái nghề nghiệp nào đó không? Dạ có thầy ạ. Có một lần bị chấn thương, con không được thi đấu, lúc đó con cảm thấy nản và con cũng có nói mẹ là con không muốn đá banh nữa, con không muốn từ bỏ. Lê Hoàng Trinh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Một giờ hoán đổi. Thưa quý vị, đến với chương trình Một giờ hoán đổi vào khung giờ quen thuộc lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được đặt vào những góc nhìn khác nhau về nghề nghiệp và cảm xúc để thông cảm với nhau hơn. Chương trình Một giờ hoán đổi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Vi thực hiện. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos, hy vọng sẽ mang lại thật nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị khán giả. Xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Tony A sẽ cùng xuất hiện và đồng hành với chúng ta. Xin chào tiến sĩ Tony A. Xin chào Lê Hoàng Trinh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Một giờ hoán đổi. Không biết rằng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được Lưu Hà Trinh kết nối cùng với hai nhân vật muốn được hoán đổi ở cái nghề nghiệp gì đây. Nhưng mà mình tin rằng là với tất cả những cái sự thú vị của các cái lao động á, thì nghề nào cũng sẽ có rất là nhiều chất liệu để chúng ta có thể khám phá, và chúng ta sẽ nhận ra rằng là tất cả những cái trải nghiệm nghề nghiệp đó nó đều rất là quý giá với từng người. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng mọi người vẫn đang xem chương trình của chúng tôi trong một trạng thái đó là mình đang có một cái sức khỏe tốt nhất và vẫn đang duy trì được một cái năng lượng rất là tích cực cho bản thân và cho gia đình. Dạ, xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ chị Tony A. Và thưa quý vị, khi mà tiến sĩ tâm lý Tony A chia sẻ về trải nghiệm nghề nghiệp, tôi nghĩ đây là một cụm từ rất hay để chúng ta có thể bắt đầu hình dung về những thông tin mà chương trình sẽ chia sẻ trong Một giờ hoán đổi. Và nghề nghiệp tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là cầu thủ bóng đá. Hy vọng rằng là những ai đam mê trở thành một cầu thủ bóng đá danh tiếng sẽ dành thời gian đồng hành, chia sẻ và đặc biệt là khai thác thêm một số những thông tin từ những nhân vật đã có trải nghiệm về nghề nghiệp này. Xin được giới thiệu đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay, đó là một huấn luyện viên bóng đá và anh cũng từng là một cầu thủ của các câu lạc bộ danh tiếng như là Đồng Tâm Long An, Cảng Sài Gòn, SHB Đà Nẵng hay là đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Và đồng thời anh cũng từng danh dự nhận được giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2010. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả anh Nguyễn Minh Phương. Hà Trinh xin chào anh Minh Phương ạ. Minh Phương xin chào MC Hà Trinh và chị Tonya. Dạ xin chào quý vị khán giả. Dạ, hiện nay là anh Minh Phương đang ở nhà phải không anh? Hiện nay vẫn đang ở nhà. Dạ, chắc là anh nhớ sân cỏ lắm phải không? Chắc chắn rồi, đã phải nói là gần 3 tháng rồi chưa được ra sân, cuồng chân lắm rồi. Dạ, nhưng mà anh nhớ sân cỏ hơn hay anh nhớ học trò của mình hơn? Nói chung là cái nghề và cái sự nghiệp mình nó đi đôi với nhau. Thì rõ ràng vừa nó cộng hưởng hai thứ đó. Nhưng mà ở giữa sân cỏ mà không có học trò thì cũng không phải là không phải là bóng đá. Hoặc là có học trò mà cũng không có sân cũng không phải là bóng đá luôn. Cho nên hai thứ nó cộng hưởng nhau rất là quan trọng. Em nghe anh chia sẻ em thấy giọng anh rất là ấm áp và chân tình. Không biết là ở trên sân cỏ anh có khó tính hay không, có kỷ luật hay không. Nhưng em dám cam đoan một điều là với sự nhiệt huyết của mình và sự chân thành đó, hy vọng rằng là ngày hôm nay không chỉ em, chị Tony A cùng quý vị khán giả và nhân vật đặc biệt của tuần có thể chạm được tới những góc khuất của nghề. Được không anh? Sẵn sàng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình Một giờ hoán đổi với tụi em ạ. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình mang tên Góc Nhìn, Hà Trinh xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với phần đầu tiên của chương trình mang tên Góc Nhìn. Và ở phần này, hy vọng rằng chúng ta sẽ có trải nghiệm thật tốt cả về cảm xúc lẫn những thông tin nghề nghiệp về cầu thủ bóng đá. Ở đây, cụ thể là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương và tiến sĩ tâm lý Tony A sẽ cùng đồng hành trong câu chuyện này. Và để khai thác rõ hơn về câu chuyện này thì có lẽ là Hà Trinh cũng xin chia sẻ một vài những cái suy nghĩ góc nhìn của Trinh khi mà đọc được thông tin ở trên báo về nghề này. Trinh thấy là nghề cầu thủ bóng đá đó chị Tony A kiếm được nhiều tiền lắm.
em thấy ai là cầu thủ cũng nhận quá trời hợp đồng quảng cáo luôn. Xong rồi ha, bên cạnh đều là những người mẫu xinh đẹp nè, rồi bao nhiêu là fan hâm mộ gào thét tên của họ, rồi lúc nào cũng được xuất hiện trong những trận đấu mang đẳng cấp quốc tế hết. Nói chung là ngầu nè, oát nè, mà anh nào anh nấy nha, cao to, phong độ nè. Nhưng mà đồng thời ở một số những bài báo, em cũng đọc được rất nhiều những thông tin tiêu cực không hay về nghề cầu thủ. Ví dụ như rằng là nghề cầu thủ có thể bị đào thải rất là nhanh. Khi mà mình đạt một số tuổi nào đó, dù là có bao nhiêu giải thưởng đi chăng nữa đó, thì chúng ta cũng không thể tiếp tục thi đấu mà chúng ta phải chuyển nghề. Và đôi khi hả, chúng ta có thể tụt dốc rất là nhanh. Vừa được tôn vinh ở đây nhưng vài năm sau chúng ta cũng có thể mất trắng. Điều này có đúng không anh Phương ơi? Có thể là mọi người nhìn vào cái mặt phải thì mọi người thấy thì cái hình ảnh nó hào quang, nhưng mà phía sau đó là nó cũng có những cái là góc khuất. Giống như thì mọi người cũng thấy khi bóng đá mà thắng thì nó được tôn vinh rất là nhiều, mà khi mà thất bại thì rõ ràng thì rất nhiều sự chỉ trích, thậm chí ở trong sân cũng như là bên ngoài sân cỏ cũng rất là nhiều cái phương tiện truyền thông cũng như là khán giả hâm mộ cũng như là những người thân đều bị công kích. Rõ ràng thì nó có hai mặt. Dạ. Chị Tô Nhi A ơi, chị có nghĩ rằng là với những chia sẻ của anh Minh Phương là hoàn toàn chính xác hay không? Nên đa số các quý vị phụ huynh á, thường hay ngăn cản nhiều hơn là ủng hộ khi mà con em họ bộc lộ một cái mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và muốn dành đầu tư thời gian cho nghề này ạ? Chị nghĩ là trước tiên á, trong cái câu hỏi của Hà Trinh á, là những cái chia sẻ của anh Phương á, có chính xác hay không? Thì chị nghĩ rằng là chúng ta không thể nói rằng là không chính xác khi mà một người trong cuộc với rất là nhiều vị trí, với rất là nhiều vị trí của cái nghề này đã chia sẻ với chúng ta. Cho nên là chị nghĩ rằng là những cái chia sẻ đó nó rất là đáng giá. Tuy nhiên cái vế thứ hai trong câu hỏi của Trinh đó là cái sự ngăn cản của phụ huynh á, nó đã đến một cách rất là quyết liệt. Khi mà các con mình bộc bạch một cái mong ước là con muốn được trở thành cầu thủ bóng đá, thì chị nghĩ rằng cái việc cản thì nó có lý do. Nhưng rất là tiếc là đôi khi cái sự ngăn cản đó của phụ huynh á, nó lại dựa trên những cái nhìn mà nó chưa có đầy đủ. Giống như ban nãy Trinh đã đặt ra vấn đề cho chương trình vậy đó. Khi mà em thấy ở trên báo là cái sự lấp la, lấp lánh của nghề nghiệp, một cái sự hào quang. Nhưng mà ở một cái góc khác thì em cũng thấy rằng đâu đó trên báo người ta nói rằng là cái nghề này, cái tuổi nghề nó ngắn lắm. Thì chị nghĩ rằng là khi mà muốn hiểu về nghề cầu thủ hoặc là muốn hiểu về bóng đá thì chúng ta phải thấy trên sân chứ. Tại sao mình lại thấy trên báo ta? Hãy ra sân tập và hãy ra sân đấu để thấy cái lao động nghiêm túc của một cầu thủ á, nó được diễn ra như thế nào. Và căn bản là nếu như bạn hợp về xu hướng nghề nghiệp và bạn đam mê thực sự thì bạn hoàn toàn có thể có một cái cuộc sống rất hạnh phúc với nghề. Nhưng dĩ nhiên nó phải đòi bạn có những cái nhìn rất là tinh tế và phải có một cái sự theo đuổi hết sức là nghiêm túc. Nói một cách công bằng thì chị nghĩ nghề này nó đủ hấp dẫn và nó thỏa đáng để theo đuổi nếu như bạn hiểu đúng về nghề. Và sự có mặt của anh Phương ngày hôm nay là giúp chúng ta hiểu đúng đó hả Trinh? Dạ, em nghĩ đúng thôi nhưng mà cũng chưa có đủ. Tại vì nếu như không có một bạn trẻ đầy nhiệt huyết với những thắc mắc cũng rất là đời ở góc nhìn của bạn thì có lẽ là chương trình Một Giờ Hoán Đổi sẽ khá là không có cân bằng. Nên em có mời đến đây một nhân vật mà bạn ấy cũng có rất nhiều những sự hoài nghi về nghề và đồng thời cũng không ngăn cản được nhiệt huyết của bạn luôn dõi theo bóng đá. Xin được giới thiệu bạn Duy Bảo ạ. Xin mời chương trình kết nối cùng Duy Bảo với Hà Trinh nhé. Em xin chào chị Trinh và cô Tô Nha và thầy huấn luyện viên Minh Phương ạ. Em tên là... Dạ, chào Duy Bảo. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Duy Bảo, năm nay em 17 tuổi. Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, 17 tuổi đây có phải là lần đầu tiên em lên truyền hình không? Chị thấy em cũng hơi run đó nha. Dạ, là lần thứ 2 của em ạ. Lần đầu tiên là lúc nào em? Dạ, vào 2 năm trước em tham gia chương trình Tôi Tuổi Tiên ạ. Yeah. Vậy là cũng là một bạn trẻ quen thuộc với chị Tô Như A phải không chị? Vậy giờ chúng ta đã từng gặp nhau ở Tôi Tuổi Tiên. Dạ, chào cô ạ. Dạ, chào con. Chúng ta đang đến với một cái khác phòng nghề nghiệp là nó điều đầu tiên nhìn vô là phải có điều kiện thể chất tốt á Trinh. Dạ, em thấy bạn này đủ tiêu chuẩn nè. Bạn rất là khao khát được đến với chương trình. Có phải là sức hút của bóng đá không em hay là do một khao khát khác? Dạ, đó là cũng là một sức hút bóng đá với lại được gặp gỡ thầy Minh Phương, được giao lưu và học hỏi ạ. Dạ, em mê bóng đá đến mức nào nè? Mức độ của em đầu tư cho bóng đá như thế nào? Dạ, em luôn hết mình với bóng đá chị ơi. Ừ, em có đi đá banh không? Dạ, em đang tập tại đội tuyển trẻ thành phố chị ạ.
tức là trình độ của em khi mà tập luyện á, thường được khen làm bảo gọi là một tiềm năng hay là đang là chuyên nghiệp hay là mới tập thôi? Dạ, tiềm năng à. À, một bạn trẻ mà tiềm năng như vậy mà cũng đi tập thường xuyên, chắc là ba mẹ cũng cho em nhiều thời gian để đam mê của mình được theo đuổi phải không? Dạ, thời gian đầu thì cấm, nhưng mà gần đây em có nói chuyện mà mẹ là ba mẹ cũng cho phép em theo con đường này. Dạ, vậy cũng chúc mừng em nha. Bước đầu tiên là bước khó nhất, nhưng mà những cái bước sau còn khó hơn. Tại vì dạ, em chỉ mới bắt đầu thôi, nên là hôm nay không phải là mọi người sẽ ngồi ở đây để mà khuyến khích em theo đuổi con đường hoặc là đưa cho em một số những cái màu hồng hay là màu xám đâu, mà sẽ cho em rất nhiều sự lựa chọn. Ở đó có sự góp mặt và chia sẻ vô cùng tinh tế và thực tế của cả thầy Phương và cô Tô Nhi A. Hy vọng rằng là Duy Bảo sẽ cùng lắng nghe, và lát nữa có phần đặt câu hỏi đó, em thắc mắc cái gì thì em cứ hỏi hết, để cho các bạn trẻ giống em đó, Bảo cũng đam mê lắm, nhưng mà cái con đường nhìn xa 10 năm tới 30 năm sắp tới lại phụ thuộc vào quyết định của bây giờ. Nên là em sẽ cố gắng hỏi hết những gì mình thắc mắc nha. Rồi, quay trở lại với thầy Minh Phương nè. Không biết là thầy Phương ơi, sau khi thầy nghe Duy Bảo chia sẻ là bạn cũng khá là tiềm năng nè, bạn cũng dành thời gian tập luyện, gia đình bạn ban đầu thì cấm đoán, về sau rất là ủng hộ, thì thầy có vui mừng giùm bạn không ạ? Tất cả các bạn trẻ, kể cả những cầu thủ nhí, cầu thủ trưởng thành, thì theo bộ môn này thì đối với mình thì mình ủng hộ. Các em, các cháu, các con là thỏa sức cái niềm đam mê. Sau đó mà đến tuổi trưởng thành thì có lẽ là các thầy, các cô hoặc là cha mẹ sẽ định hướng cho các cháu, các con đi theo con đường mà các con đã chọn. Dạ, vậy ý của thầy là hiện tại không biết cha mẹ của Duy Bảo là có đang tham gia định hướng hay không, hay là chỉ mới đang cho bạn thỏa đam mê trong cái quá trình là trước thềm tuổi trưởng thành thôi ạ? Rồi sau này mình cấm sao? Minh Phương có nghe Bảo nói thì có lẽ là Bảo đang tập cái đội trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, là có lẽ là ăn tập rất là chuyên nghiệp chứ không phải là thỏa sức chơi vì đam mê nữa. Bảo hình như là đang tập đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đúng không Bảo? Dạ đúng rồi ạ. Đó, cho nên đây cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp của tương lai. Wow. Khi mà nhắc đến một cầu thủ chuyên nghiệp của tương lai á, ánh mắt của thầy rất là rạng rỡ, và Trinh thấy cảm giác như là một người trồng vườn vừa phát hiện được một hạt giống rất là tiềm năng và cảm thấy hạnh phúc. Còn chị Tô Nhi A, khi mà chị nghe giấc mơ này của một cậu bé 17 tuổi, chị sẽ có những suy nghĩ như thế nào? Trước tiên chị nghĩ đó là một cái giấc mơ nghiêm túc đó, Hà Trinh. Bởi vì tuổi 17 đã đủ để các bạn có những cái sự định vị từ bên trong. Và nếu như ở giai đoạn này mà các bạn ấy đã trả lời được rằng là mình muốn theo đuổi một cái môn nào đấy hoặc một cái nghề nào đó, chị nghĩ là cái kết luận đó là một cái kết luận cũng rất là có giá trị rồi, và nó cũng có cơ sở nhiều rồi. Tuy nhiên tuổi 17 thì có một cái điều nữa, đó là trẻ, rất trẻ và đang trẻ. Mà người trẻ thì thường hay vội. Cho nên những cái lo lắng của chị với những cái nghề nghiệp mà các bạn xác định ở tuổi 17 á, đó là cái sự lo lắng về việc là các bạn có thể cho rằng cái hành trình thành công á, nó hơi dễ, và các bạn muốn thành công nhanh. Và đôi khi từ cái nóng vội đó các bạn có thể dễ nản và không có kiên trì. Cũng giống như là Duy Bảo, mặc dù bây giờ là con đường con đi là bắt đầu rồi, chứ nếu như mà theo như Duy Bảo chia sẻ là con đang tập ở tuyển rồi, con cũng đã được xác định là vận động viên tiềm năng rồi, nhưng mà nó mới bắt đầu thôi. Và những cái hào quang nghề nghiệp mà giống như hồi nãy mà chị Trinh đã tả ở đầu chương trình đó, là coi như lấp lánh, có CV rất cao, hợp đồng quảng cáo rất nhiều, nó có thể làm cho các bạn cảm thấy nản là chỗ sao mà mãi mà mình chưa được ký cái hợp đồng nào hết, thì có thể các bạn sẽ bỏ cuộc. Cảm ơn chị Tô Nha đã giúp cho Bảo cảm thấy là bây giờ phải quay đầu hay là bây giờ mình lên đi tiếp đây. Cái sự phân vân này là cần thiết nha Duy Bảo, bởi vì thêm rất nhiều những tình huống sắp tới mà em sẽ phải đối thoại trực tiếp cùng với thầy Minh Phương sẽ giúp cho em củng cố thêm là em có thật sự đam mê, em có muốn dành thời gian đầu tư thêm cho nghề nghiệp này hay không, và đồng thời cũng giúp các bạn trẻ như em tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. Và ngay bây giờ, trước khi cùng đến với phần 2 của chương trình mang tên Một giờ hoán đổi, thử thách Một giờ hoán đổi sẽ bắt đầu ngay thôi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Một giờ hoán đổi, và đây là thử thách Một giờ hoán đổi. Phần này là Trinh thích nhất, thường là trên sân khấu á,
Trinh cùng với các khách mời sẽ cùng xem một tình huống mà trong đó nhân vật của chúng ta sẽ cùng nhập vai là người có nghề nghiệp mà bạn mơ ước. Nhưng mà cuối cùng thì đa số khi mà bước ra khỏi tình huống đó thì cái lửa nó vơi dần, bởi vì là bạn thấy khó quá, sao mà rắc rối vậy, tại sao có nhiều cái thứ phát sinh mà mình không có đủ điều kiện và không có đủ kỹ năng trải nghiệm để mà giải quyết. Nhưng mà Trinh tin là khi mở trong không gian nhà mình và đối thoại qua một màn hình như thế này thì đỡ những cái tác động bên ngoài hơn, bạn đỡ áp lực hơn. Nhưng mà bạn vẫn phải dùng trí tưởng tượng của mình và cái tư duy nhạy bén của mình để xem là thật sự những câu hỏi mà thầy Minh Phương đặt ra hay là những cái tình huống giả định mà thầy đặt ra và cô Tony A góp ý thì có làm cho bạn xoay chuyển hay không. Và nếu bạn là một cầu thủ thực thụ, bạn sẽ giải quyết tình huống đó như thế nào? Bạn Duy Bảo ơi, bạn đã sẵn sàng bước vào trong thử thách này chưa? Dạ, em đã chuẩn bị và sẵn sàng bước vào thử thách ạ. Cảm ơn bạn. Và xin mời thầy Nguyễn Minh Phương, huấn luyện viên bóng đá, sẽ cùng đặt câu hỏi cho cầu thủ nhí của chúng ta, cầu thủ Duy Bảo 17 tuổi ạ. Xin mời thầy. À, cái tuổi của Bảo cũng không phải gọi là nhí lắm. Nhìn Bảo thì thấy rất là sáng, rất là thông minh. Theo thầy nghĩ thì trên trường con học văn hóa cũng thuộc dạng khá với giỏi đúng không Bảo? Dạ con cũng tầm khá thầy ạ. À, khá là ok rồi. Thầy muốn đặt cho con một cái câu hỏi là có khi nào mà con có cái ý định mà thay đổi một cái nghề nghiệp nào đó không? Một cái hướng nào đó không? Ví dụ như chính thức là mình chọn cái nghề là bóng đá, nhưng mà cái ngoài bóng đá ra con còn có ý định một cái nghề nào khác không? Dạ con chưa suy nghĩ tới thầy ạ. Điều này theo chia sẻ của thầy thì con cũng phải nên suy nghĩ tới. Thậm chí là trong cái thời điểm thi đấu hoặc sau này thì ít nhất thì mình cũng có một cái nghề tay trái. Cái này thì thầy khuyên thật lòng. Sau này ngoài bóng đá ra thì chúng ta cũng có một cái gì đó để mà trang trải cho cuộc sống sau này. Thường thường giống như mấy đàn anh của thầy đi trước cũng hay nói cái câu mà vô công thì đổi nghề. Rõ ràng đến một cái độ tuổi nào đó thì chúng ta cũng phải đổi một cái nghề khác. Ví dụ như rất nhiều cầu thủ trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng vừa đi đá bóng, cũng có thể đi học, ngoài học văn hóa cũng có thể học nghề, cũng có thể tốt nghiệp đại học hoặc là cao học. Nó nhiều cái ngành nghề để cho chúng ta chọn. Cho nên thầy muốn hỏi con là có một lúc nào đó, ví dụ như trong cái lúc tập mệt hoặc là trong cái lúc bị phạt hay là trong cái lúc nản khi đội mình đá thua, thi đấu thua, con có suy nghĩ là con phải học tiếp hoặc là đổi sang một cái nghề nghiệp nào đó không? Dạ có thầy ạ. Có một lần bị chấn thương, lúc đó là đội đang thi đấu giải, con không được thi đấu, lúc đó con cảm thấy nản và con cũng có nói mẹ là con không muốn đá banh nữa, con không muốn từ bỏ. Vậy ai là người khuyên con để quay trở lại? Dạ cũng là mẹ con thầy. Tại sao lúc đầu mẹ cấm mà bây giờ lại mẹ lại khuyên con quay trở lại bóng đá? Dạ tại mẹ cũng nói con là đã theo tới đây rồi thì mình cũng phải hết mình. Như hồi trước con nói với mẹ là con xin theo bóng đá, con cũng phải năn nỉ với mẹ, con cũng hứa với mẹ rồi. Bây giờ mẹ nghe con nói vậy mẹ cũng buồn. Xong rồi con mới thay đổi cái suy nghĩ của con. Quan trọng là cái lập trường của con ha. Tại vì cái tuổi của con thì chưa có chín chắn, thì cho nên những lời khuyên của những người thầy, người lớn, của cha mẹ rất là hữu ích. Cho nên con cũng cố gắng là tập trung và nghe những lời khuyên dạy của ba mẹ. Dạ, cảm ơn thầy Minh Phương. Và ngoài ra thì chương trình cũng sẽ có một câu hỏi đặt trực tiếp cho bạn để bạn có thể tự tưởng tượng nha Duy Bảo. Dạ. Rồi Bảo ơi, bạn đã bao giờ nghĩ rằng là mình có thể chịu đựng được khi mà trong một khoảng thời gian tầm khoảng 5-10 năm mình phải đi tập huấn ở một nơi nào đó xa gia đình, rất hiếm khi được về thăm nhà ngay cả lễ Tết. Và nếu như mà thời gian 5-10 năm đó là một cái ví dụ thì bạn nghĩ rằng là tối đa là bao nhiêu lâu bạn sẽ không thể chấp nhận lời yêu cầu này của hợp đồng? Dạ thật sự thì nếu đã theo cái con đường này là mình sẽ chấp nhận xa gia đình, cố gắng cho tương lai của mình. Thì là em vẫn chọn là có thể 10 năm em vẫn ok, em vẫn có thể chấp nhận được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ
Rồi, vậy theo em thì làm sao để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ha Bảo ha? Nếu muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp mà không chỉ mình có tài năng bóng đá hay là năng khiếu, mình cũng phải cần thêm sự nỗ lực tập luyện trên những buổi tập để mình được tích thêm kinh nghiệm. Dạ, yeah. Thần tượng của em là ai và em thấy tại sao người đó lại là một người khiến cho em muốn học hỏi? Dạ, thần tượng của em là anh Trần Đình Trọng à. Thì anh ấy là một trung vệ nhưng thể hình anh ấy cũng không phải là cao to. Nhưng em thấy anh ấy đọc tình huống mà chọn vị trí cắt banh rất tốt à. Riêng vị trí của em hiện tại thì sau này em có mơ ước sẽ thay đổi vị trí hay không và có muốn đầu quân cho một câu lạc bộ nào cụ thể không Bảo? Dạ, bây giờ thì em cứ thể hiện khả năng hết mình chứ em vẫn tập luyện. Nếu có một câu lạc bộ tốt thì có cơ hội em sẽ nắm bắt à. Dạ, còn một câu hỏi này nữa, trước khi chị gửi phần hỏi này cho thầy Phương nè, chị thắc mắc luôn, chị thấy có nhiều cái chuyện mà chấn thương ấy, giống như là bỗng nhiên là bị đột quỵ hoặc là bỗng nhiên là chúng ta bị gãy chân hay là bị một cái tai nạn đáng tiếc nào đó xảy ra trên sân cỏ khiến cho mình bị chấn thương và không thể quay trở lại sân cỏ nữa, hoặc là mức độ chấn thương đó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình bao nhiêu đó phần trăm, thì em có chấp nhận được điều này không? Mình đã theo cái này mình phải đánh đổi những thứ đó chứ. Dạ, em đã lường trước tất cả những rủi ro trong những câu hỏi của chị rồi phải không? Dạ. Thầy Phương thấy sao ạ? À? Bạn thì rất là sẵn sàng ạ. À. Bạn còn trẻ lắm nên bạn còn dư sức khỏe và niềm tin lắm ạ. À. Thầy muốn hỏi con cũng về vấn đề đó. Tại vì bóng đá là một cái môn chơi đối kháng, nó đòi hỏi cái thể lực và cái sức mạnh rất là nhiều. Rõ ràng trong cuộc đời cầu thủ thì cái vấn đề chấn thương thì không ai tránh khỏi, mức độ nặng và nhẹ như thế nào thôi. Quan trọng thì lúc đó thì Bảo vượt qua những cái áp lực cũng như cái thử thách đó như thế nào. Dạ, chị Tô Nhi A, chị có thắc mắc gì dành cho bạn Bảo để bạn có thể bộc lộ thêm những suy tư và cả những trăn trở của bạn lúc này không ạ? Rồi chị nói thiệt với Trinh với lại là nói với anh Minh Phương là chị nốt ở đây đến 6 câu hỏi á Trinh. Nghĩa là nó có nhiều cái để hỏi quá. Chị sẽ đặt một cái câu hỏi và cái câu hỏi này thì chắc là sẽ phải phiền cả hai thầy trò, phiền cả anh Minh Phương và phiền cả Duy Bảo nữa để có những cái hồi đáp cho cái câu hỏi này. À, Duy Bảo ơi, bây giờ cô muốn hỏi con lại một lần nữa để mình chắc ăn trước khi cô hỏi nha, là con đã gọi là con đã tham gia tập luyện và con đã ở dưới một cái sự hướng dẫn một cách có tổ chức á, là trong bao nhiêu lâu rồi? Dạ con theo tập luyện để hướng tới cầu thủ chuyên nghiệp được năm con từ 13 tuổi ạ. À. Ok là 4 năm nha, 4 năm là một khoảng thời gian cũng không hề ngắn nha mọi người. À, bây giờ cô giả định là khoảng 5 năm nữa nha, là con đã là một gọi là một cái nhân vật được coi là cốt cán của đội rồi, còn đeo băng đội trưởng hay là gì đó thì cái đó là tùy vào thứ bậc, nhưng mà về vị thế về khả năng thì con đã được mọi người tin tưởng rất là nhiều và đội của con bị thay huấn luyện viên vì một lý do nào đấy. Và trong cái buổi tập với huấn luyện viên mới á, thì huấn luyện viên đưa ra một cái yêu cầu mà con thì con thấy nó không hợp lý. Lúc đó thì con nghĩ phản ứng của con dành cho huấn luyện viên và dành cho đội của con như thế nào, bởi vì đừng quên lúc này mình được nhiều người tin tưởng lắm nha. Các bạn trong đội rất là tin tưởng mình luôn. Dạ thưa cô thì nếu mà thầy huấn luyện viên thì chúng con phải tuân thủ theo chiến thuật của thầy, bởi vì thầy phụ trách đội, thầy có những chiến thuật riêng của thầy để có thành tích cho đội bóng à. Có nghĩa là lúc này đáp án của con rất là nhanh gọn, đó là thầy kêu gì thôi nghe đó, mặc dù mình thấy nó không có ổn lắm cho đội của mình. Cho, đúng không? Cho em trả lời thầy Bảo câu này được không ạ? Dạ. Xin hỏi Bảo là trong 4 năm từ U13 tới U17 là con đã trải qua bao nhiêu huấn luyện viên rồi? Dạ con đã trải qua 2 thầy ạ. À. 2 thầy rồi nha chị nha. Và 5 năm sau chắc chắn là sẽ rất nhiều thầy nữa, chứ không riêng gì một thầy. Rõ ràng thì các em, các cháu cũng đã được học những cái kỹ năng, những cái như thế nào để tuân thủ đấu pháp và ý đồ của từng huấn luyện viên. Các em cũng đã hiểu được điều đó, cho nên chắc chắn là cũng phải làm theo những cái gì mà huấn luyện viên đề ra. Ở đây thì mình cũng xin chia sẻ thì tất cả những huấn luyện viên, những người thầy cũng muốn những cái gì tốt nhất cho cầu thủ của mình cũng như đội bóng của mình, để đội bóng giành thành tích cao nhất, cuối cùng là giành chiến thắng nè. Nhiều khi cũng hy sinh
hy sinh một cầu thủ trụ cột cũng để dành cho cầu thủ đội bóng mình chiến thắng, là cái đó là mục tiêu của tập thể đội bóng, cũng không riêng gì một cá nhân nào. Cái này cũng là một cái câu hỏi rất là hay. À, em xin cảm ơn chị về cái câu hỏi này. Thực ra khi em đặt câu hỏi này á, là nếu như mà em nghĩ anh Phương mà được chấm điểm cho Bảo, chứ anh Phương chấm điểm gần như tuyệt đối rồi đó. Bởi vì đây là một cái môn tập thể, và cái gọi là cái nguyên tắc tổ chức kỷ luật nó sẽ là một cái nguyên tắc rất là quan trọng với cái người theo đuổi cái bộ môn này. Nó khác với những môn thể thao gọi là đấu đơn khác. Những cái môn đấu đơn khác đôi khi là bản thân tôi cảm nghiệm được cái gì tốt cho mình, nhưng ở đây là câu chuyện tập thể. Và Bảo con yên tâm khi mà thầy Phương thẩm định cái câu trả lời của con này ha, coi như là qua một câu. Trinh ơi, chị muốn xin câu nữa được không em? Dạ được, em cũng thích nghe chị tư vấn rồi đặt câu hỏi, rất là tham vấn ạ. Dạ, thật ra ban nãy là mình nói về tinh thần nha, tinh thần đồng đội. Bây giờ mình sẽ nói về cái câu chuyện gắn bó nghề nghiệp nè. Giờ cô sẽ đặt ra một cái trường hợp nữa, giả định lại là 5 năm trôi qua. Con bây giờ là con đã là ngôi sao rồi, và con đã nhận được rất nhiều sự săn đón của các cái nhãn hàng để mình có thể có, đúng theo thầy Phương khuyên hồi nãy là nghề tay trái, tức là có một cái nguồn thu khác ngoài cái nguồn thu chính về chuyên môn. Và con đang được mời gọi để theo một cái hợp đồng tiền nhiều nha, phải thông báo là tiền nhiều á. Làm cái hợp đồng đó xong là đôi khi nghỉ 6 tháng vẫn dư giả, vẫn rủng rẽn trong túi nha Bảo nha. Nhưng mà bây giờ để theo được cái hợp đồng đó, đó là con phải hủy 3 buổi tập với đội. Lúc này con sẽ quyết định sao Bảo? Lưu ý cô không nói là về thời gian này là thời gian thi đấu, mà là tập thôi. Con sẽ phải gọi là vắng mặt trong 3 buổi tập liên tục của đội để đảm bảo được cái hợp đồng mà mình đã ký với nhãn hàng. Thì bây giờ lúc này con sẽ quyết định sao? Dạ nói như vậy chắc con không làm được rồi cô ạ. Không làm được cái nào? Không làm được cái chuyện đi tập, hay là không làm được cái chuyện là ký hợp đồng? Dạ chuyện ký hợp đồng mà. Suy nghĩ kỹ nha, kỹ nha. Suy nghĩ kỹ cho con. Chị Bảo suy nghĩ kỹ Bảo. Thì nói chung là em nói là em bị bệnh đi Bảo. Thí dụ là em bị bệnh 3 ngày. Hả? Em bệnh cảm nặng quá làm sao mà em thi tập được, xong rồi em đi làm cái hợp đồng đó, xong rồi em lấy tiệm dẫn đội em đi ăn. Cái này là em nghĩ coi được không? Này, suối này là suối suối bậy rồi. Suối làm mất lòng tin cho ban huấn luyện rồi. Lỡ lần sau mà Bảo mà lỡ bị thiệt rồi như vậy rồi làm sao mà ban huấn luyện tin được. Dạ. Thì em để em coi coi Bảo có đồng ý với em không nè. Bây giờ cho mình trả lời câu hỏi này thay Bảo luôn được không chị? Không. Dạ. Để chia sẻ cho em nó hiểu. Chưa có là học trò mà binh quá binh. May là Bảo chưa phải học trò của thầy á, mà thầy còn binh vậy đó. Rồi. Vậy thì bây giờ với cái nhìn của một huấn luyện viên thì anh sẽ đánh giá thế nào anh? Theo mình nghĩ thì khi mà trước khi một cái nhãn hàng nào đó về vấn đề quảng cáo cho câu lạc bộ, thì chắc chắn thì câu lạc bộ cũng sẽ thương lượng với cầu thủ của mình, và cầu thủ của mình cũng trao đổi với lại câu lạc bộ. Và trong một cái giải đấu hoặc là trong cái lịch tập luyện thì nó cũng có một cái lịch rất là rõ ràng, cái kế hoạch cụ thể làm sao tránh những cái buổi thi đấu và những cái buổi tập có cần thiết hay không, mà kể cả trao đổi với lại huấn luyện viên trưởng khi cho phép. Rất nhiều cầu thủ trên thế giới cũng như cầu thủ Việt Nam, nhiều cầu thủ cũng trong giai đoạn như thế, mà không phải trong những buổi tập giống như chị nói đâu, ngay sát ngày thi đấu luôn. Nhưng mà cái này là nếu mà giữa câu lạc bộ thỏa thuận với lại đại diện nhãn hàng, cho nên nhiều khi ép huấn luyện viên mình vào trong cái tình thế là bắt buộc phải cho cầu thủ đi, mặc dù cầu thủ là ngôi sao trong đội, là trụ cột. Nếu mà cầu thủ không đi thì chắc chắn là hợp đồng sẽ bị phá vỡ và phải đền hợp đồng. Nhưng mà theo mà em nghĩ thì như bây giờ thì đối với cầu thủ chuyên nghiệp cỡ như Bảo và các bạn trở lên thì có những người đại diện cho mình, chứ không phải như thời của em ngày xưa là tụi em tự đá bóng, tự động làm hết mọi cái vấn đề, kể cả hợp đồng, kể cả quảng cáo, kể cả những nhãn hàng tài trợ. Còn bây giờ mà như lứa cầu thủ của Bảo là có những người đại diện hết, thậm chí cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam mình bây giờ, kể cả đội tuyển quốc gia cũng vậy, họ có những người đại diện và họ đi làm về vấn đề đó. Dạ, cảm ơn thầy. Nghe thầy nói như vậy tự nhiên em nghĩ là mình cũng an tâm phần nào, bởi vì mình đã chính thức chuyên nghiệp hóa
nghề cầu thủ bóng đá giúp cho Bảo cũng có cái suy nghĩ là mình không phải lúc nào cũng đứng ở lựa chọn 1 hay 2, đôi khi 1 và 2 có thể song hành với nhau dựa theo sự thỏa thuận và cả kết quả thi đấu và phong độ của mình nữa. Nếu như mà việc mình có thể hỗ trợ cho đội mình bằng cách là mình đầu tư tập luyện nhiều hơn, thời gian tốt hơn, bù lại cho buổi tập đó thì vẫn có thể du di, phải không thầy? Cầu thủ bây giờ á thì nó rất là sướng so với thời của mình ngày xưa. Thì rõ ràng bây giờ chỉ có ăn và tập luyện mà thi đấu thôi. Làm sao mà thi đấu cho thật tốt, tập luyện cho thật tốt, cái hình ảnh mình nó tốt thì nó kèm theo những cái hợp đồng quảng cáo giống như là chị Nha nói gì đó. Đó thì cho nên các em cứ thoải mái về trong vấn đề đó. Kể cả câu lạc bộ cũng có thể làm được về vấn đề này, cho mà tốt cho cái hình ảnh của cầu thủ. Dạ, xin cảm ơn thầy Minh Phương và xin cảm ơn bạn Bảo rất nhiều. Tuy là ở phần này bạn Bảo cũng không có nhiều những cái lộ trình hoặc là những cái quan điểm để có thể chia sẻ một cách sâu sắc về tình huống, nhưng em nghĩ là qua đó thì chị Tô Nha cũng đã có thể có được một vài gạch đầu dòng cho những bạn trẻ đang chưa có những góc nhìn nó toàn diện lắm về nghề cầu thủ bóng đá, phải không chị? Em mời chị chia sẻ với mọi người thông qua những câu hỏi chị vừa đặt, chắc chắn cũng có vài những cái tip để mình né bẫy, phải không? Thực ra thì chị nghĩ rằng là ngay cả cái phần mà Bảo đã trả lời với chị cũng như cái phần mà Bảo đã trao đổi cùng với thầy Minh Phương, chúng ta đã có rất là nhiều những cái chất liệu cực kỳ là cốt lõi khi mà nói về nghề cầu thủ bóng đá nói riêng và một cái nhóm ngành, đó là ngành thể thao nói chung. Chúng ta sẽ thấy rằng thứ nhất, đây là một cái câu chuyện, đó là tính kỷ luật là cái mà mình nghĩ là nó phải rất là được coi trọng. Cái thứ hai đó là hiểu rằng những cái nguyên tắc tổ chức và mình là một thành viên của cả một cái tập thể là cái tinh thần thứ hai mà các bạn đó phải lưu ý, bởi vì các bạn không thể thi đấu một mình. Người ta có thể vinh danh một cầu thủ nào đó, ví dụ chúng ta đang gặp anh Minh Phương là gọi là quả bóng vàng 2010. Nhưng mà mình tin rằng là nếu như mà chương trình mà nhiều hơn, anh Phương anh sẽ nói cho chúng ta nghe cái hành trình quả bóng vàng đó, chắc chắn là bên cạnh Minh Phương sẽ có rất nhiều đồng đội khác. Và ai cũng vậy thôi, các bạn ấy không thể rạng danh một mình được. Cho nên là cái việc mà chúng ta tính đến cái yếu tố tập thể và đặt mình trong tập thể là một cái điều thứ hai. Và sẽ phải học cái cách để sống chung với tập thể nữa. Lúc này không chỉ ra sân mới cần tình thương mến thương, ra sân thì mới có thể là phối hợp ăn ý với đồng đội. Một cái đồng đội phối hợp ăn ý, họ phải trải qua những cái sinh hoạt khác thường kỳ, mà cái tinh thần tập thể đó nó phải được kích hoạt ngay trong cái sinh hoạt của các bạn. Đó là điều thứ hai. Cái thứ ba đây là mình nghĩ rằng chính là cái mà Bảo đã trả lời, nghe đi có vẻ nhát gừng nhưng mà nó là một trong những cái điều cốt lõi nữa. Đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải ý thức rằng là mình thượng tôn những cái gọi là những cái tinh thần đẹp trong thể thao. Quân tử, một cái tinh thần trượng phu, một cái tinh thần quân tử, một là trong thi đấu, hai là chấp nhận những cái gọi là những cái gian nan của nghề. Cái nghề này nó lại có một đặc điểm, đó là những cái chấn thương nó đến bất cứ lúc nào. Và cái sự trượng phu đó là cái sự trượng phu mà dành cho bản thân, dành cho người chơi cùng với mình, dành cho đối thủ của mình và dành cho cả cái nghề mà mình theo đuổi nữa. Tức là chơi không có đổ thừa. Lúc đấy thì lỡ mà bị chấn thương, bắt đầu ăn vạ là tại em thi đấu thế này thế kia, rồi ban huấn luyện phải đền cho em, rồi câu lạc bộ phải đền cho em, thì nó không phải là tinh thần thể thao. Thì mình nghĩ rằng là cái sự kiên gan á, các bạn cần có để theo cái nghề này, nó sẽ là một cái chỉ số mà các bạn phải đẩy nó lên một cái gọi là một cái mức độ rất là cao thì chúng ta mới có thể theo đuổi nghề. Thì mình tin rằng là quý vị khán giả sẽ thấy rằng là hóa ra là nó không đơn giản như chúng ta tưởng. Hóa ra là không chỉ có cờ hoa và những cái tiếng vỗ tay ở trên khán đài dành cho các trận đấu, mà phía sau đó là cả một cái hành trình gian nan, nước mắt, máu, mồ hôi đầy đủ hết dành cho các cầu thủ của chúng ta. Cảm ơn những thông điệp rất là thực tế và đầy ý nghĩa của chị Tô Nhi A. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng có một cuộc trò chuyện sâu sắc giữa chuyên gia tâm lý, giữa huấn luyện viên thầy Nguyễn Minh Phương và cả bạn Bảo trong phần sau, đó là phần hành trình kết nối, Hà Trinh xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi, và đây là hành trình kết nối. Riêng Trinh thì Trinh thích phần này nhất ạ. Tại vì ở phần này thì Trinh có thể bắt đầu được lắng nghe sự chuyển hóa, thay đổi suy nghĩ của nhân vật. Ban đầu bước vào chương trình, bạn có nhiều hoài nghi, nhưng sau đó thì dường như là bức tranh về nghề nghiệp ở trong lòng bạn đã rõ nét hơn.
Và không biết là đến phút này khi mà chúng ta đi qua phần góc nhìn, sau đó đã có được một vài đôi phút để mình hoán đổi, mình đặt vào vị trí của một cầu thủ chuyên nghiệp, thì Bảo bạn đã nhận ra được điều gì và bạn có muốn đặt câu hỏi gì với thầy Phương lẫn chuyên gia tâm lý tiến sĩ Tô Nhi A không? Dạ có ạ. Cô Tô Nhi A và thầy Minh Phương thì em thấy mọi người cho em được biết nhiều hơn về cái nghề này. Em xin phép hỏi cô Tô Nhi A, hiện giờ thì con đang đá bóng nhưng ba mẹ bắt con thi vào trường đại học sư phạm. Con muốn hỏi cô Tô Nhi A là bây giờ con phải làm sao? Cái điều đầu tiên thì cô nghĩ là như vậy. Khoan hãy bàn về cái mong cầu của cha mẹ. Tại vì các ông bố bà mẹ mong cầu của con mình thì không bao giờ có điểm dừng đâu. Khi mà làm cha mẹ thì mọi người đều có những cái khát khao rất là lớn về thành tích của con mình. Nhưng có một cái điểm mà ba mẹ con nói đó, mà cô nghĩ ba mẹ dù không nói thì đây cũng là việc mà các bạn nên làm. Và làm một cách rất là gọi là rất là tử tế và làm một cách rất là nghiêm túc, đó là việc tốt nghiệp trung học phổ thông. Con có vào được đại học sư phạm hay là con vào cái trường gì đó hay không thì mình tính sau. Nhưng mà chắc chắn một điều, bậc phổ thông bây giờ con đang 17 tuổi thì mình phải xong bậc phổ thông, bởi vì mình đã theo đuổi nó 11 năm rồi con. Bây giờ mình đi làm một cái việc 11 năm rồi mà tự nhiên bây giờ đến năm cuối cùng mình dừng lại thì mình cũng hơi phi lý nữa. Cho nên là cái việc mà mình hoàn thành xong bậc trung học phổ thông, nó vừa là không uổng phí cái khoảng thời gian mình đã bỏ ra. Bằng một cách nào đó con sẽ phải bố trí thời gian học và thời gian chơi thể thao. Mà tại thời điểm này cô nghĩ là vẫn còn thời gian lý tưởng để con hoàn thành điều này. Nó chưa quá sức của mình đâu. Đó là cái thứ nhất. Và con hoàn thành bậc này thì con cũng dễ nói chuyện với ba mẹ con hơn về những ước mơ lớn hơn. Chứ còn bây giờ cái bậc này mà mình không qua là mình không có ngồi đó mình đàm phán được cái gì đâu. Tại vì lúc này lấy cái gì ra để đàm phán, mình đâu có tạo ra niềm tin cho ba mẹ được đâu mà đàm phán. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là có nhất thiết theo đại học hay không thì thực ra có nhiều con đường để chúng ta đi đến tương lai. Nhưng mà đại học là một trong những con đường phổ biến, nhưng nó không phải là con đường duy nhất. Nếu như các bạn thấy rằng là cái mong muốn của ba mẹ đang dành cho tụi con á, nó không có ổn, con không có mê, con không có thích và nó không có đúng với con. Như vậy thì con thấy cái gì nó đúng với con? Cái gì nó đúng với con thì con phải bắt đầu có một cái bản mô tả. Nếu như con nói là không, con không thích vô đại học sư phạm đâu, vậy thì con thích cái gì? Con thích cái gì trong một cái lộ trình mà từ đó nó sẽ thiết kế luôn cho cái tương lai của con, thì con phải ngồi con ghi ra. Con phải ngồi con hình dung cho nó đầy đặn là con không học đại học sư phạm nha. Vậy thì bây giờ con sẽ xong trung học phổ thông thì con đi cái hướng này nè. Mà con đi cái hướng này là con phải làm những cái chuyện này nè. Và khi con làm xong từng bậc thì con sẽ có một cái tương lai vững vàng như thế nào nè. Cái đầu tiên là cái nguồn thu tài chính con sẽ sống bằng gì nè. Rồi cái tuổi nghề của con, rồi cái lao động nghề nghiệp của con nó được diễn ra như thế nào. Và con đã có một cái kế hoạch cho cái điều đó ra làm sao. Thì khi mà các bạn từ chối phương án A mà ba mẹ đưa ra, vậy thì phương án B của các bạn là gì? Bây giờ các bạn không có phương án B nhưng mà các bạn cứ không, con không chịu phương án A. Thì một lần nữa trong cái cuộc đàm phán này các bạn không bao giờ qua được phụ huynh đâu. Bởi vì phụ huynh không có thấy mình lớn á, và phụ huynh sẽ không có trao quyền. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba liên quan đến xu hướng hướng nghiệp thì cô nghĩ rằng là cô chưa biết là con đang mong muốn vào cái chuyên ngành nào của đại học sư phạm. Tại vì theo cô biết thì trường đại học sư phạm của tụi cô cũng có khoa giáo dục thể chất. Và nó cũng rất là liên quan, nó rất là liên quan đến cái trải nghiệm, đam mê mà hiện giờ con đang theo đuổi. Thì nó cũng có thể là một cái phương án cân nhắc để con vẫn có thể học đại học và con chọn một cái đại học mà nó đúng với cái sở trường của con. Đó là những cái môn liên quan đến thể chất. Và có thể sau này mình không trở thành vận động viên thi đấu thì mình lại đi theo hướng huấn luyện viên. Tuy nhiên cái việc mà nên theo đuổi một chuyên ngành đại học, nên có một cái tương lai khác mà nó ngoài bóng đá, thì cô nghĩ rằng là với cái trải nghiệm nghề nghiệp đủ lâu của thầy Minh Phương sẽ có những cái thông tin rất là giá trị cho con. Nhân cái chương trình này thì gọi là cái tâm sự cũng chia sẻ với lại Hà Trinh, chia sẻ với lại chị Tô Nhi A, thì giống như cái cuộc đời của mình, giống như những cái câu hỏi mà khúc mắc của Bảo từ lúc nãy giờ. Hy vọng là ba mẹ của Bảo cũng xem cái chương trình này và để những cái chia sẻ của thầy coi có hợp lý để mà hướng cho con mình đi một cái con đường gọi là con cảm thấy thỏa mãn cái niềm đam mê của con hay không. Thầy thì không được may mắn là được vào trường năng khiếu từ sớm như con, từ 13 tuổi, nhưng mà thầy rõ ràng thì có được năng khiếu bóng đá từ người cha của mình, cho nên thầy chơi bóng từ lúc nhỏ thôi, chơi giống như ở trường thôi, vừa chơi vừa học, vừa chơi vừa học. Rõ ràng thì giữa hai người
giữa cha và mẹ thì hai người có một cái khuynh hướng khác nhau. Mẹ thì muốn cho con đi học đến nơi đến chốn, thậm chí là học đại học. Thì bố thì cũng muốn thấy có tiềm năng, thấy có năng khiếu thì muốn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Thì sau năm 18 tuổi thì Minh Phương bắt đầu từ ở dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh thi đại học. Năm đó là thi đại học mà gửi vào đội bóng Cảng Sài Gòn, gửi vào theo tập thôi, theo tập với mấy anh mấy chú thôi. Và năm đó thì nó quá mê khi nhìn thấy các anh, các chú, những người là đi trước và gọi là gần như là những người mà mình rất mê từ nhỏ. Cho nên là cuối cùng cái công việc học vấn mình lỡ dở và năm đó là thi rớt đại học. Thì sau năm 18 tuổi thì các thầy chuyên môn về bóng đá thì cũng cho Phương một lời khuyên là đi theo con đường chuyên nghiệp. Thì bắt đầu từ đó là Phương không học, thầy không học theo đuổi cái con đường đại học nữa, thầy đi theo bóng đá chuyên nghiệp. Và lúc đó là ba mẹ là có lẽ là giận nhau luôn, giữa ba với mẹ giấu nhau. Thì cái cũng là năm đó thầy được tuyển vào đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh của U21 quốc gia năm đó. Và thầy được thầy Vũ Tiến Thành, bây giờ là giám đốc trung tâm BVF á, huấn luyện viên trưởng thầy đó rồi. Năm đó là cũng hướng thầy theo một con đường bóng đá chuyên nghiệp. Năm đó là đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, là tất cả các đội là gom thành một đội tuyển ưu tú nhất của thành phố Hồ Chí Minh rồi đi đá giải U21 quốc gia. Sau cái giải đó thì năm đó thì mẹ cũng hết giận và cảm thấy thì thôi, con mình có tiềm năng và đã chọn cái niềm đam mê của nó rồi thì sau này có sướng có khổ thì con phải tự lo. Tại vì con đã qua được cái tuổi trưởng thành, cho nên sau này không thể nào mà mình có thể là trách ba mẹ tại sao mình không đi học được, tại sao là cái nghề nó như vậy. Thầy cho con một cái điều này mà khi mà thầy đã đi học qua những cái lớp huấn luyện viên thì các thầy cũng đã nói năng khiếu chỉ là 1-2 phần thôi, cái sự khổ luyện 8-9 phần quyết định cái sự thành công của con. Cho nên vấn đề là con cũng phải nói với cha mẹ bằng cái sự nỗ lực của con đã chấp nhận theo một cái nghề này rồi, phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, cố gắng vượt bậc hơn nữa và làm sao cho xứng đáng với cái niềm tin yêu mà cha mẹ đã đặt vào cái hy vọng của con. Và trong đầu của con lúc nào phải có cái mục tiêu đề ra, phấn đấu trong năm nay con phải làm được điều gì. Ví dụ năm nay con được thi đấu, con phải ghi được bao nhiêu bàn, con phải được phấn đấu là vào đội tuyển U17 quốc gia, rồi sau đó là dần dần đặt mục tiêu cho từng năm. Nhưng mà trước mắt con phải cố gắng là tốt nghiệp được phổ thông, sau đó nếu mà được thì con đi đại học cũng được, vừa đá bóng vừa đi học cũng được. Đầu chương trình thầy cũng có nói rất nhiều cầu thủ trên thế giới và ở Việt Nam cũng có, cũng vừa đá bóng vừa đi học đại học bình thường con. Vẫn trao cho mình một cái kiến thức mới, một cái lĩnh vực nào đó để mà cho mình học hỏi thêm cũng là một điều hay, cũng là một điều tốt. Cho nên thầy chúc con may mắn đi theo cái con đường mà con đã chọn, cố gắng là phải đi hết đoạn đường nha, đi hết đoạn đường nha con nha. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Và đây cũng chính là những chia sẻ chân thành dành cho Bảo ở cuối chương trình. Không biết là Bảo đã bớt được những bận lòng của mình khi mà bước vào một giờ hoán đổi chưa ta? Dạ, thay đổi được nhiều ạ. Em xin cảm ơn cô Tonya và thầy huấn luyện viên Minh Phương đã cho em được nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống và lẫn bóng đá. Cảm ơn Bảo rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chương trình cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương và tiến sĩ tâm lý Tonya đã dành thời gian cho một giờ hoán đổi, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Và thưa quý vị, thông qua câu chuyện ngày hôm nay về nghề cầu thủ bóng đá cũng như những tâm tình của thầy Phương và tiến sĩ Tô Nhi A, hy vọng rằng quý vị đã có thể thông cảm hơn cho những góc khuất cũng như là những tầm nhìn và sự khổ luyện, sự kiên trì của các cầu thủ, và mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê để tiến xa hơn và cống hiến nhiều hơn cho nền thể thao nước nhà.
Đến bây giờ thì Hà Trinh xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề thú vị tiếp theo của Một Giờ Hoán Đổi. Xin chào ạ. Sau khi tham gia chương trình này thì em sẽ cố gắng tập luyện hơn và thay đổi. Em hy vọng sẽ có một ngày có cơ duyên gặp thầy Minh Phương dẫn dắt. Thông qua chương trình này thì con muốn ba mẹ hiểu hơn về nghề bóng đá và tiếp thêm động lực cho con tiếp tục với cái nghề bóng đá.